Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với phần dự thi tiếp theo với hai ca khúc Người đàn bà mang gùi sáng tác Isel Nie và ca khúc Buôn đôn chiều sáng tác Hồ Tuấn. Xin mời thí sinh đến từ Đắk Lắk, mã số bình chọn 26, Isel Nie. Chiếc gùi tre bóng đèn, ngày ngày bám trên lưng mẹ lên rừng. Chiếc gùi tre bóng đèn, ngàn đời bám trên lưng người đàn bà ê đê như là thân thể tổ tiên xưa để cuộc đời mẹ vui muốn thuở tuổi thơ con lớn lên. Ôi chiếc gùi tre cái bóng đen bám trên lưng mẹ làm sao con quên. Chiều mặt trời đi mẹ lại con về. Chiều mặt trời đi ngủ mẹ lại gùi tre bóng đen, ngày ngày bám trên lưng mẹ lên rừng. Chiếc gùi tre bóng đen, ngàn đời bám trên lưng người đàn bà ấy đi như là thân thể tổ tiên xưa để lại. Sáng sớm gà gáy, mặt trời chưa thức dậy, mẹ bồng con lên mẹ vui mùa màng vui cả cuộc đời mẹ vui muốn thuở tuổi thơ con lớn lên. Ôi chiếc gùi tre cái bóng đen bám trên lưng mẹ làm sao con quên. Chiều mặt trời đi
mẹ lại con con về. Chiều chiều mặt trời đi ngủ, mẹ lại con con về. Chiều chiều mặt trời đi ngủ, mẹ lại con.